À, thấy chưa, nhìn thấy đã không? Sao mày đẹp như vậy? Thằng quý. Mày sao không? Nó mà ra hoa cũng ớn lắm các bạn. Không phải ớn mà nếu mà nó ra trong tình trạng sức khỏe nó tốt á, mình rất là vui. Nhưng mà nó ra trong tình trạng sức khỏe mà nó kém như vậy nè, là mình sợ lắm. Tại người ta gọi giống như là bị hồi dương á. Sợ nó đi luôn. Tại vì thật sự cây sứ mà nó bị mất mất nước á, mà rễ là bắt đầu nó chỗ hoa các bạn. Bởi vì hôm 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 trước cái cây kỳ duyên của mình nó ra hoa quá trời luôn, mà cái lá nó lại đứng, nó đọt rồi nè, là đứng nó nhìn nó buồn 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 buồn. Cái mình nghi nghi ngờ nhổ đầu nó lên, à nó bị thối thối rễ. Bởi vì cái cây mà nó ra hoa là cũng giống nó muốn chút hơi thở cuối cùng, mà nó muốn trả báo hiếu cho đời là nó ra hoa đó, nhìn rất là ghiền. Bởi vì cũng sợ không, nên cũng hơi lo lắng một tí, tại vì nó sức khỏe nó không được tốt.